Ngày 8 tháng 4, ba tàu của Lữ đoàn Vận tải 659, quân khu 9 đã chở hơn 1.700 mét khối nước ngọt từ thành phố Cần Thơ đến các xã Biển Bạch, huyện Thái Bình, Khánh Thuận, huyện U Minh và Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau để hỗ trợ người dân vùng khô hạn. Nước ngọt được cấp miễn phí cho hàng ngàn hộ dân, đồng thời các đơn vị còn hỗ trợ hàng trăm bồn chứa, thùng, canh đựng nước cho người dân. Đây là hoạt động nhằm giúp người dân đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước sạch do ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn. Nhiều người dân cho biết họ đã hơn 4 tháng nay không có nước mưa để sử dụng, nước ngầm thì không khoan được do bị phèn và mặn. Nước máy từ các trạm cấp nước cũng không đến được với vùng này. Theo kế hoạch, quân khu chính sẽ tiếp tục cấp nước ngọt cho người dân cho đến khi mùa khô kết thúc.